Các bạn đang xem bé 10 tuổi nghịch siêu xe. 10 tháng. 10 10 tháng, sorry các bạn, 10 tháng. Đây, con bấm con đặt tay lái vào đây nè. À, chuẩn bị dẫn nào. Tèng tèng Chân đặt tèng. vào đây. Chân đặt vào đây. Kìa, lún sang bên kia nhiều quá nên chân chưa tới. Nhả ra, lùi luôn hoặc là tạm dừng. Tí tí tí. Phi vào thùng hàng hỏng của bố đấy. Tí ni ni du. Úi trời, kích tường, kích tường. Úi trời, kích rồi, kích rồi. Úi trời. Nhà phải sẵn sàng là gọi là hãm tốc độ cho con, không phải con dẫm không biết nhả chân. Trời, trời, trái motor ấy. Nào, có lần ấn nhầm không? U. Lại thèm mẹ rồi. Đây có đi được không? Đấy, mẹ đây. Đi nhá, đi nữa không? Có chán được à? Đấy. Đấy, đi. Đây này, con đứng đây. Má mì, má mì. Đi ngang nhỉ? Đi không? Đang lên sóng với ông gì nữa, ông tu mạnh nhỉ, cho tôi nhờ nè, ông đi siêu xe mà ông cần phải tu bình này, ông vỡ mồm rồi. Chán chưa? Nhún rồi lại cần phải nhấp nhô.